coi lại.
cho chân trái mình để cái lèo ngoài vô qua cái bên đây nè. Chân trái vô thuận nữa, mình để cái lèo qua gấp ra nè. Đâu, đi hết luôn, đâu. Dành con tự tin con luyện cho thằng Tuấn Anh nó đá cái gì đâu mà con sợ. Đá đi luyện cho Tuấn Anh nó tập nó đá mà đá nó tập mà sợ gì. Banh là sợ gì con chìm cho nó đá chứ không. Châu mà nó đá như nó tập mà sợ gì mà cái chuyện. Yeah.
Ơi, mình kỹ ra đây cho nó giữa luôn phải không? Còn lâu. Kỹ nó múa tứ tung mới tập. Em đi đấy. Nhắc bữa giờ nó này.
Anh cho anh tối ngày gì anh coi nhanh lên. Thì phát la dễ rồi đó. Nó qua đây con lên đứng ngang cái trụ đó đó, đi bước lên hai bước, lên bước ở đó, không. Giờ 10 phút. Thank you.
đâu. Đi ra ngoài đây đâu. Đi về đó. Cái thời gian dài gỡ tốt. Tính ra hai kèo để vô màu đó. Thuốc gì này hay vậy? Bây giờ thức đừng có luyện giải luyện trước mặt nó đâu. Biết đâu nữa mà luyện xa. Đội danh này chúng thua đánh. Gắt mấy cái. Hai trái thôi hết cửa. Thank you.
cũng thành đây lứa nguyên mà không đó. Sao anh Tí An sao vậy? Nè Tí cũng xuống điện rồi. Hai một. Trời ơi, 2-1. Hai một ơi. Bây giờ đá vô 3-1 ơi. 2-1. Hai một, tiếp tục, cái thứ tư. Cái thứ tư, 2-1, cái thứ tư. Sao chưa? Sao thua được? Cái thứ tư, 2-1. Thì 2-1 là sao thua? Cái thứ tư, 2-1. Trời ơi. Nó đã vô là kết thúc đi. Hai một, bây giờ nếu nó đá vô là kết thúc. Nó đá không vô khác nữa, đá vô là kết thúc. Cơ nghe đá hay lắm mà. Ừ. 2-1. Ờ, thằng Danh nó lên chờ. Danh lên chào các bạn. Thằng Cơ sao không phải đá lên chào cao vậy? Đâu không vô đâu. Hết giờ.